Hẹn xin chào tất cả các ba mẹ và xin chào tất cả các con yêu đang đến với chương trình Kể Chuyện Cho Bé. Và các con thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với một câu chuyện rất đáng yêu và dễ thương, đó là Én Con Tập Bay. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục đồng hành, và theo như thông lệ bình thường của chương trình, chúng ta sẽ có 4 bước. Bước 1 là chúng ta hãy điểm danh bằng cách like chương trình, share chương trình về tường, và sau đó thì chúng ta sẽ comment là tên con của chúng ta và tên ba mẹ ở phía bên dưới để cô Hẹ biết là tương tác cùng với các con yêu nhé. Các con thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ra 10 giây để chúng ta thực hiện nhanh cái bước 1 nào, để chúng ta bắt đầu đến bước 2 của chương trình, đó là quy trình về lòng biết ơn. Cô Hẹ xin chào tất cả các con yêu nhé, và cô Hẹ đang nhìn thấy ở trên màn hình rồi đấy, có rất là nhiều các em bé đang ngồi để nghe chương trình Kể Chuyện Cho Bé, và cô Hẹ rất là cảm ơn tất cả các con. À, vì các con đã lắng nghe những chương trình này để phát triển tâm hồn, và cô Hẹ cũng muốn là thông qua câu chuyện này để các con phát triển được thật nhiều hơn về tâm hồn của các con, để sau này các con lớn lên các con sẽ luôn là những em bé rất là ngoan, hiểu chuyện, thông minh, đầy trí tuệ. Và cô Hẹ tin chắc rằng những em bé nào thường xuyên đọc sách, và nếu các con không muốn đọc sách, các con nghe những câu chuyện của cô Hẹ kể thôi, thì đó cũng là một cách đọc rồi đấy, để các con mở rộng thêm phần trí tuệ của các con, sự hiểu biết của các con. Bất kỳ một em bé nào đọc sách nhiều, nghe những câu chuyện rất là ý nghĩa như thế này nhiều, thì các con đều là những em bé rất rất là thông minh đấy các con ạ. Và sau này lớn lên các con cũng sẽ là những con người rất là đạo đức, tử tế và có ích cho xã hội nữa đấy. Cô Hẹ luôn chúc các con sẽ luôn mạnh khỏe nhé. Ngày hôm nay thì các con cảm thấy một ngày các con có tuyệt vời không? Nếu mà các con thấy tuyệt vời thì các con hãy comment số 1 ở trên màn hình. Còn nếu mà có những em bé cũng có những cái nỗi buồn ở trong cuộc sống ngày hôm nay mà các con đã gặp phải, thì các con comment trên màn hình cho cô Hẹ là số 2 nhé. Rồi, các con comment đi nào. Số 1 nếu mà các con thấy là một ngày rất là tuyệt vời. Nếu mà số 2 nếu mà các con thấy rằng hôm nay các con cũng có một cái điều gì buồn. À, cô Hẹ đã nhìn thấy tất cả những comment của các con rồi nhé. Nhưng thôi không sao, hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ đến với quy trình thứ hai, để chúng ta thân mến, chúng ta nâng cao cái rung động tần số năng lượng của các con lên. Và những em bé liên tục làm những chương trình này thì các con sẽ luôn luôn được mọi người yêu mến đấy. Và các con sẽ luôn cảm giác cái hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nữa. Các con thân mến, bây giờ các con sẽ ngồi thẳng lưng lên nếu như các con đang ngồi để nghe câu chuyện của cô Hẹ. Và nếu các con đang nằm ở dưới giường cùng với cha mẹ của mình để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon rồi, thì các con hãy thả lỏng cơ thể của mình và thực hiện quy trình bước 2, đó là lòng biết ơn. Các con hãy đặt tay lên ngực trái của mình này, đặt tay lên ngực trái của mình nhé, và thực hiện quy trình về lòng biết ơn này được không nào? Tốt lắm. Các con hít một hơi thở thật sâu vào và thở ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Đúng rồi, rất là tốt. Thả lỏng cơ thể mình ra và bắt đầu với quy trình của lòng biết ơn. Các con có thể đọc lớn theo cô Hệ, hoặc các con lẩm nhẩm ở trong miệng, đọc theo cô Hệ cũng được. Hôm nay, con đã biết ơn bởi vì con đã có một ngày thật sự là tuyệt vời. Con biết ơn bởi vì cơ thể của con đã rất mạnh khỏe để con có thể học tập và chơi đùa. Con biết ơn trí não của con đã rất thông minh. Con biết ơn đôi mắt của con đã có thể nhìn thấy được mọi thứ ở cuộc sống. Biết ơn vì đôi mắt của con vẫn sáng trong để con có thể nhìn thấy bầu trời thật trong xanh, thấy những đám mây lững lờ trôi, thấy những màu xanh của lá và thấy được tất cả mọi người ở trong cuộc sống này. Con biết ơn đôi tai của con để con có thể nghe được tiếng suối róc rách, có thể nghe được tiếng chim hót líu lo, có thể nghe được những cái bài hát mà con vô cùng yêu mến. Và hôm nay con vẫn ngồi đây để nghe được câu chuyện mà cô Hệ đọc cho các con nghe. Con biết ơn cái miệng của con, biết ơn cái mũi của con, bởi vì vẫn giúp con có thể ngửi được những hương vị của cuộc sống và nếm được những hương vị của cuộc sống này. Con biết ơn trái tim của con, mỗi ngày 6.700 nhịp đập, để giúp cho con có một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Con biết ơn toàn bộ cơ quan nội tạng của con, làn da của con đã giúp con có một cơ thể rất tuyệt vời như ngày hôm nay. Con biết ơn đôi chân của mình đã giúp con đi trên mọi nẻo đường. Biết ơn đôi tay để con có thể sử dụng cầm nắm và chia sẻ công việc được với ba mẹ của mình, và giúp con có thể tự làm vệ sinh cá nhân cũng như vẽ những bức tranh thật đẹp, viết được những bài học thật hay. Con biết ơn toàn bộ cơ thể của chính mình, và con tuyên bố lớn với cơ thể của chính mình nào.
Con yêu chính bản thân mình. Con biết ơn cơ thể mình. Con trân trọng bản thân mình. Con trân trọng tất cả mọi người. Con yêu thương bản thân mình. Con biết ơn toàn bộ cơ thể và bản thân của con luôn trân quý, con luôn gìn giữ bản thân. Con là một cô bé và một chàng trai thông minh. Con là một em bé rất ngoan hiếu thảo. Con cũng là những em bé chàng trai thực sự tự lập và tự giác trong cuộc sống này. Con sẽ tự lo cho bản thân để con có thể đi bằng đôi chân độc lập của chính mình. Đúng rồi, tốt lắm. Và bây giờ các con hãy gửi lời biết ơn đến cha mẹ của mình nhé, đấng sinh thành. Con biết ơn ba mẹ đã giúp cho con đến với cuộc sống này. Con biết ơn những ơn nghĩa sinh thành của ba mẹ và biết ơn sự chăm sóc, yêu thương, tận tụy của ba mẹ đã nuôi nấng con trong suốt thời gian qua. Con biết ơn anh chị em của con đã ở bên cạnh con để con có những người thân yêu ở trong cuộc sống. Con biết ơn ông bà, nội ngoại và tổ tiên của mình bởi vì ông bà đã yêu thương và chúc phúc cho con. Con biết ơn toàn thể thế giới này, biết ơn mẹ thiên nhiên, biết ơn ánh mặt trời, biết ơn ánh mặt trăng, biết ơn tất cả mọi mối nhân duyên mà con đã gặp ở trong kiếp sống này. Con hứa sẽ luôn bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cây xanh để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Biết ơn đất mẹ thật rộng lớn bao la, biết ơn biển cả vô cùng bát ngát đã giúp cho tất cả mọi người có nước, có thức ăn. Biết ơn sự hòa hợp của vũ trụ này để giúp cho tất cả các con có một cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Con trân trọng biết ơn mẹ thiên nhiên, con yêu đất mẹ, con bảo vệ quả địa cầu, con chăm sóc yêu thương tất cả mọi người. Biết ơn và biết ơn. Rồi, các con thân mến, và bây giờ thì các con sẽ đến phần thứ ba nhé. Đó là phần kể chuyện cho bé. Và câu chuyện ngày hôm nay cô hãy kể cho con đó là Én con tập bay. Nhờ én mẹ chăm chút từng ly từng tí, én con cuối cùng cũng đủ lông và đủ cánh. Đã đến lúc én mẹ phải dạy con biết bay. Hôm nay không giống như mọi ngày. Mọi ngày én mẹ đều tha mồi về tận tổ rồi mớm cho én con ăn. Nhưng hôm nay mặt trời thì đã lặn rồi mà én con vẫn chưa được ăn tối. Én mẹ mỏ thì cắt một con sâu nhỏ cứ bay lượn lờ ở gần tổ của con. Én con đói lắm rồi và nó nghĩ, sao mẹ vẫn chưa chịu cho mình ăn nhỉ? Con ơi, đến đây, thử bay qua đây xem nào. Nhưng mà, mẹ ơi, con không dám đâu, con không biết bay. Én con sợ hãi nói, chỗ này cao lắm, lỡ như con rơi xuống thì biết làm sao? Én mẹ bình thản trả lời, con cứ thử đi, sớm muộn gì con cũng phải tập bay. Họ nhà én chúng ta còn phải vượt qua bao nhiêu núi cao và biển rộng. Con không biết bay thì làm sao mà con đi cùng được? Các anh chị của con đều biết bay cả rồi. Con phải học tập anh chị, dũng cảm lên. Tuy hơi sợ, nhưng bụng đói cồn cào. Én con nhìn mẹ rồi lại nhìn anh chị. Cuối cùng, nó cũng vỗ cánh thử bay xem sao. Giỏi quá, em thành công rồi đấy. Các anh chị ríu rít chúc mừng cho én con. Én con cuối cùng cũng đã biết bay. Nó có khả năng sống tự lập, tự kiếm mồi và nuôi sống chính bản thân. Không cần én mẹ phải vất vả cả ngày để tìm mớ mồi cho nó ăn nữa. Các con thân mến, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân có thể độc lập tự chủ luôn là điều quan trọng nhất. Én con muốn tìm được thức ăn, phải dũng cảm tập bay và cuối cùng đã biết bay. Chúng ta cũng nên cố gắng vì tương lai cho chính mình,
không nên chỉ biết trốn sau lưng của cha mẹ, nhờ cha mẹ che chở trước giông gió của cuộc đời. Cha mẹ rồi cũng sẽ đến lúc già đi, lúc lại cần phải những chỗ nương tựa từ chúng ta, cho nên chúng ta phải học cách trưởng thành, việc của mình tự mình làm nhé, và bắt đầu từ khi còn nhỏ với những việc rất nhỏ thôi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lớn lên thành người. Các con thân mến, én là một loài chim đại diện cho mùa xuân đấy. Và chúng ta đã từng nghe cái câu là một cánh én thì không làm nên mùa xuân. Khi nói đến cánh én là chúng ta sẽ nói tới biểu tượng của mùa xuân, khi vào những mùa xuân yêu dấu, hoa nở và thực sự thời tiết thì rất là trong lành. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đàn chim én bay rất là cao ở trên bầu trời. Chúng tụ lại thành một đàn và chúng bay đúng theo hình mũi tên. Rất là nhiều các con chim én cứ liên tục bay như thế, và chúng tập hợp thành đàn. Và chúng ta lâu lâu chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy để chúng ta thấy rằng là mùa xuân đến rồi. Và cô hẹn nhắc lại với chúng ta rằng những cánh én sẽ làm nên mùa xuân. Điều đó có nghĩa rằng là mùa xuân chính là đại diện, nói về én chính là đại diện cho mùa xuân đấy. Và mỗi một mùa thì cũng sẽ có những cái loài chim rất là đặc biệt, tượng trưng đúng không nào? Và ngày hôm nay thì các con cũng đã được mở rộng thêm những kiến thức để các con hiểu thêm. Sau này, cô hãy đảm bảo rằng khi mà các con đến lớp, các con đến trường, các thầy cô hoặc các con đi thi những chương trình nào đó, thì các thầy cô sẽ hỏi các con là loài chim nào sẽ đại diện cho mùa xuân nhỉ? Cô hãy tin chắc những em bé ngày hôm nay đang nghe chương trình kể chuyện cho bé sẽ trả lời rất rõ ràng là chim én, chim én. Các con thấy chưa? Cái việc mà tác dụng của việc nghe sách này, đọc sách này, các con sẽ mở mang được rất là nhiều kiến thức. Nếu như các con không lắng nghe những chương trình kể chuyện cho bé như thế này, hoặc các con không chịu khó đọc sách, thì các con có thể mở mang kiến thức được không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Bởi vậy, cô hệ rất là chúc mừng cho những em bé nào mà liên tục đọc sách, thích đọc sách, các con sẽ luôn luôn mở rộng trí tuệ của mình ra được rất là nhiều đấy. Và người thành công thì luôn luôn có một thói quen đó là đọc sách mỗi ngày. Và đó là lý do vì sao cô hệ cũng biết rằng có rất là nhiều em bé có thể chưa đọc được sách bởi vì còn khá nhỏ, hay là có những em bé rất là bận rộn và các con thích là nghe bằng tai, nên là cô hệ đã làm những chương trình kể chuyện cho bé vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhé. Nếu mà các con thấy các chương trình rất là hữu ích thì các con đừng quên comment là hữu ích ở trên màn hình, hoặc là comment con số 9 là con số của yêu thương nhé. Cảm ơn các con. Và bây giờ thì cô hệ sẽ đến để các cô hệ sẽ mở rộng thêm cho các con rất là nhiều kiến thức nữa và những bài học mà các con rút ra được từ câu chuyện này nhé. Đây chính là phần thứ tư của chương trình kể chuyện cho bé. Thứ nhất thì trong cái cuốn sách này có nói rằng là ở ngay phần đầu á, tức là nhờ én mẹ chăm chút từng ly từng tí mà én con cuối cùng cũng đã đủ lông đủ cánh, và đến lúc én mẹ phải dạy cho én con biết bay. Các con biết không, khi mà lúc các con còn nhỏ đấy, ba mẹ cũng phải chăm sóc các con từng ly từng tí một, vì các con chưa biết đi này, thậm chí các con còn chưa biết cầm nắm đồ này, và chân tay các con còn rất là yếu, thì các con phải đầu tiên là các cha mẹ sẽ chăm sóc các con từ bé như bú mớm, cho các con bú mớm này, cho các con uống sữa hàng ngày đúng không? Rồi thậm chí là còn giúp cho các con đi, có hẹn nói nhỏ nhá, cho các con đi vệ sinh đấy, ví dụ như đi tè nữa, thì các con cũng cần phải các ba mẹ của mình hỗ trợ đấy, đúng không? Nhưng sau này lớn lên rồi thì các con có thể tự lập được và các con không cần sự hỗ trợ của các cha mẹ nữa. Nhưng mà khi mà các con còn nhỏ thì các con sẽ phải tập lẫy này, sau đó thì các con tập bò này, sau đó các con phải tập đứng để cho chân mình vững vàng này, rồi sau đó ba mẹ sẽ dắt các con đi từng bước, từng bước, từng bước để các con tập đi này, rồi sau đó thì các con đi được rồi thì các con mới chạy từng những bước chập chững đầu tiên, rồi sau đó các con chạy dài hơn, các con cứng cáp hơn mà không cần sự nâng đỡ của các cha mẹ nữa. Tóm lại là tất cả những em bé, tất cả các con đều phải trải qua những cái quy trình như vậy. Và các con thân yêu ạ, bây giờ đó đôi khi có những em bé rất là lớn rồi thì các con có thể tự đi được, các con có thể tự chăm sóc được, nhưng mà các con không cần sự giúp đỡ của các cha mẹ nữa. Nhưng mà những em bé của các con, ví dụ những em của các con mà mới sinh chẳng hạn, hay còn rất là nhỏ và nhỏ tuổi hơn các con rất là nhiều, thì các con biết không, các bạn ấy, các em vẫn cần sự giúp đỡ và chăm sóc của ba mẹ, và các em vẫn cần rất nhiều thời gian từ ba mẹ để ba mẹ có thể chăm sóc đồng hành cho các em ấy ăn này, cho các em ấy ngủ này,
chăm sóc tắm cho các em ấy này, cho các em được đi bộ này, được được chạy này, rồi có khi được lẫy này, được bò này đó. Nhưng mà cô Hẹ cũng có thấy là có rất là nhiều em bé lớn á, khi mà có các em nhỏ như vậy, thấy mẹ chăm sóc cho các em nhỏ thì các anh chị lớn lại còn ganh tị với em đó cơ, và nói rằng là mẹ không thương con. Các con thân mến nhé, các con hãy hiểu rằng là trước đây các con cũng đã từng được dìu dắt như thế, cũng được chăm sóc y chang như em con bây giờ, thậm chí còn hơn nữa đấy. Bởi vì lúc đấy các con sinh con đều là những em bé đầu tiên, ba mẹ sẽ dốc hết lòng yêu thương các con, nên ba mẹ còn chăm sóc các con thậm chí còn nhiều hơn và tốt hơn em bây giờ. Bởi vì lúc đấy thì chỉ có duy nhất các em đầu tiên thôi, không có ai hết, nên một mình ba mẹ dốc hết toàn bộ năng lượng, dốc hết toàn bộ công sức vào chỉ cho một mình các con thôi. Nên các con, những em bé đầu tiên ấy, sẽ luôn luôn được chăm sóc tốt hơn, những người anh, người chị cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn các em bây giờ đấy. Thế nên các con thân mến, các con hãy hiểu được điều này để các con thông cảm cho ba mẹ và yêu thương các em nhé. Các con hãy để cho ba mẹ của mình được dành thời gian chăm sóc cho em nhiều hơn, bởi vì ai cũng cần về cái sự chăm sóc như vậy từ khi còn rất là nhỏ. Những em bé nào mà hôm nay nghe được những câu chuyện cô Hệ kể như thế này thì cô Hệ tin chắc các con sẽ luôn thông cảm và yêu thương cho các em, đúng không nào? Và trong câu chuyện này, Én Con Tập Bay, thì có một cái phần thứ hai, đó là hôm nay thì không giống như mọi ngày. Mọi ngày thì én mẹ đều tha mồi về tổ rồi nơm nớp cho én con ăn. Nhưng hôm nay thì mặt trời đã lặn rồi mà én con vẫn chưa chịu ăn tối, chưa kịp ăn tối. Én mẹ thì một mỏ thì cắt một cái con sâu nho nhỏ thôi, nhưng mà cứ bay lượn lờ ở gần bên tổ của mình. Én con đói lắm rồi và nó nghĩ là sao mà mẹ vẫn chưa chịu cho mình ăn nhỉ? Các con thân mến này, có nhiều em bé đó, khi mà ba mẹ đã không tắm cho các con nữa, không đút ăn cho các con nữa, không tự chở các con đi học nữa, là để làm gì? Để cho các con tự trưởng thành, cũng giống y chang như là người mẹ chim én ở đây, là mẹ đã không mớm mồi cho nữa, mà mẹ sẽ nói là mồi ở đây, các con ra ăn đi. Để làm gì? Để cho én con biết bay ra ngoài khỏi tổ, để rèn luyện cái đôi cánh cứng cáp của bạn én con đấy. Bản chất của én con là gì? Là bay ở trên bầu trời. Và nếu như én con không được rèn luyện sự tự lập bằng đôi cánh của mình thì chắc chắn rằng là bạn én sau này sẽ không thể bay cùng với bầy đàn, với mẹ và với các anh chị em cũng như là những người bạn của én được. Vậy nên là người mẹ đã không tự mớm mồi nữa. Khi mà thấy em bắt đầu lớn lên, én bắt đầu lớn lên rồi thì mẹ sẽ không mớm mồi nữa, mà mẹ sẽ muốn là rèn luyện cho én nhỏ để tự lập và cánh tự lập cánh sinh các con nhé. Tới cái phần thứ ba, đó là khi mà én mẹ kêu là con hãy đến đây xem nào, bay qua đây xem nào, thì én con đã nói rằng là nhưng mà mẹ ơi, con không dám đâu, con không biết bay. Én con sợ hãi nói chỗ này cao lắm, lỡ như rơi xuống thì biết làm sao. Và em mẹ nói rằng là cứ thử đi, sớm muộn gì thì con cũng phải tập bay mà. Họ nhà em chúng ta còn phải bay vượt qua núi cao và biển rộng, con không biết bay thì làm sao mà đi cùng được. Các anh chị của con đều biết bay cả rồi, con phải học tập anh chị chứ, hãy dũng cảm lên nào. Các con thân mến, đấy là vấn đề mà chúng ta bắt đầu, chúng ta khi mới trưởng thành, hoặc là chúng ta mới bắt đầu từ em bé nhỏ và chúng ta lớn dần lên. Đôi khi các con chưa bao giờ làm một điều gì đó thì các con cũng sợ hãi giống như cái bạn chim én này, đúng không? Nhưng các con cứ yên tâm, trời sinh thì trời dưỡng rồi, chúng ta sẽ chỉ cần làm việc thôi, làm việc và tự lập cánh sinh của chúng ta, rồi cái tay của chúng ta sẽ cứng cáp lên, chân của chúng ta sẽ cứng cáp lên, và kỹ năng của chúng ta sẽ điêu luyện hơn rất là nhiều đấy. Thế nên là các con ở nhà đó, các con đừng ngại ngần nhé, các con cứ tự làm đi, các con cứ thử làm đi, sai thì sửa, không có vấn đề gì cả, bởi vì đặc sản lớn nhất của các con lúc còn trẻ đó là sai lầm. Thế nên các con cứ làm, cứ sai và sửa thôi, thì một lần các con làm chưa quen, hai lần chưa quen, ba lần các con sẽ tốt hơn, bốn lần các con sẽ tốt hơn nhiều đấy. Thế nên các con đừng có sợ hãi, các con cứ tự tin các con làm, bởi vì các con cứ yên tâm nên các con được quyền sai và được quyền sửa, và bố mẹ sẽ luôn đồng hành ở bên cạnh các con để giúp cho các con có thể vững vàng và trưởng thành hơn. Các con đừng lo lắng nhé, hãy cứ làm giống như chim én đi. Và các con nhìn thấy đấy, tất cả các loài chim từ khi sinh ra thì đều chưa biết bay, mà đều phải nhờ cha mẹ hoặc là
cha mẹ hỗ trợ cho thì mới bay được. Và lát nữa cô Hẹ sẽ bật cho các con xem một cái video mà một cái loài chim, đó là loài chim đại bàng, dạy con của mình bay như thế nào nhé. Và các con sẽ nhìn thấy là rồi thì các con cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như thế. Các con cứ yên tâm và đầy sự tự tin nhé. Điều thứ tư cô Hẹ muốn chia sẻ là trong câu chuyện này á, khi mà em đã bay được rồi, em én nhỏ đã bay được rồi, thì các anh chị ở kế bên đều vỗ tay này, giỏi quá, giỏi quá, em thành công rồi đấy. Các anh chị líu rít chúc mừng các em. Các con thân mến, các em thì còn nhỏ, các con thì lớn, đôi khi các con sẽ có những em bé rất là nhỏ ở nhà đúng không? Thế thì khi mà các em làm được một cái việc gì đó, thì các con là những người anh, là những người chị, các con ở nhà cũng cần phải đồng hành với các em này, cổ vũ cho các em này, hoan hỉ với những sự thành công của các em này. Bởi vì nhiều khi á, các em còn quá nhỏ thì các con đã làm được những cái việc rất là lớn rồi, các con đã có những cái sự phát triển rất là lâu rồi. Thế thì các em còn rất là nhỏ và chập chững, thế nên là cần sự cổ vũ động viên của các con rất là nhiều đấy. Và các con thấy những chị em của chim én không, khi mà em của mình làm được thì các chị đều cổ vũ và tán dương cho em của mình, đồng hành cùng với em của mình đấy. Cái bao nhiêu trong số các con ở nhà cũng dẫn dắt đồng hành và cổ vũ hoan hỉ với em những thành công của em nào, và dẫn dắt em từng bước từng bước từng bước kiên trì để em của các con có thể trưởng thành hơn. Nếu như các con làm được điều đó thì các con hãy comment ở trên màn hình cho cô Hệ là số 1 nhé, để cô Hệ xem những em bé nào đã làm được điều này nha. Và các con thân mến, một điểm nữa đó là gì? Én con cuối cùng cũng đã biết bay, có khả năng sống tự lập, tự kiếm mồi và nuôi sống bản thân, không cần én mẹ phải vất vả cả ngày để tìm mồi ăn nữa. Các con thân mến, các con sau này cũng sẽ như thế thôi, nên là các con hãy nhìn lại cả một quá trình của các con đi. Thời gian đầu, các con có thể nhìn những tấm hình cũ đấy, lúc các con còn nằm ở trên giường, các con không biết đi, các con còn không biết chạy, các con còn không biết là cầm cây vợt cầu lông hay là cầm bút vẽ như thế nào đúng không? Vậy mà hôm nay các con đã cầm được rồi đấy. Vậy thì các con lại tập phải nhìn sâu, giống như câu chuyện mà cô Hệ đã chia sẻ ngày hôm qua nhé. Đó là hãy nhìn sâu vào vấn đề. Các con thấy là cả một hành trình chăm sóc, nâng niu, dìu dắt, chia sẻ, đồng hành, giúp đỡ của các cha mẹ, thì hôm nay các con mới có đôi bàn tay cứng cáp, các con mới có đôi bàn tay cứng chân cứng cáp để đi, các con cũng đã có được đầy đủ cơ thể của mình khỏe mạnh và sức khỏe rất là dồi dào đúng không? Vậy thì ở đằng sau đó là một sự dẫn dắt đồng hành của cha mẹ rất là nhiều đấy. Và hôm nay thì cô Hẹ sẽ muốn bật cho các con xem một cái video về một cái chú chim đại bàng nhé, để các con xem nào. Ô, thế thì chú chim đại bàng á, lâu nay á, chú đã đồng hành cùng với con của mình như thế nào, được không nào? Rồi, và bây giờ thì cô Hẹ muốn là các con sẽ cùng hướng lên. Các con nếu mà em bé nào mà còn đang chưa ngủ á, thì các con có thể xem lại cái video này của cô Hẹ nhé, để mà cô Hẹ sẽ bật mí cho các con biết được cái cách là chim đại bàng thì đã nuôi dạy con mình và dạy con mình cách bay như thế nào, và chính những người mẹ, người cha của các con ở nhà cũng đang làm gì với các con hen. Đại bàng tập bay. Sao con không bay được giống mẹ? Muốn bay được thì con phải học. Mẹ ơi, mẹ dạy con bay đi, con muốn được bay. Đúng, mẹ cũng thấy con bắt đầu học bay được rồi, ngày mai con sẽ bắt đầu học. Ôi, hay quá, vậy là từ mai con sẽ có cơ hội được bay. Nhưng phải tuyệt đối nghe theo mẹ, rõ chưa? Dạ, con biết rồi. Mẹ, sao mẹ lại giữ chặt cánh con thế này? Mà chúng ta đi đâu mẹ? Chị Đại Bàng, hai mẹ con đi đâu thế này? À, tôi đang dạy con tập bay. Tập bay à? Kiểu gì thế? Chị quắp chặt cánh nó thế kia thì bay làm sao được chứ? Hay, tập bay kiểu mới, mình phải xem mới được. Chà, mệt quá, trên này gió to thế không biết. Chúng ta bắt đầu thôi con. Tập bay từ... từ đây sao mẹ? Ừ, đúng thế. Không, con sợ lắm. Con nhìn mẹ này,
Mẹ làm được thì con cũng làm được. Nhưng con sợ. Không, mẹ ơi, con sợ lắm. Vực sâu thế này, đến mình còn thấy choáng. Thế mà chị ta bắt con trẻ nhảy xuống sao? À, 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 chị làm gì thế? À, à, mẹ ơi, cứu con. À, trời ơi, chị muốn giết con mình sao? À, vỗ cánh đi con. À, à, à. Lại lần nữa nhé. Trời, đại bàng nhỏ suýt thì mất mạng. Mà chị vẫn muốn dạy con theo kiểu này sao? Chị là mẹ kiểu gì thế? À, đập cánh đi nào. Vỗ cánh thật mạnh. À, 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 à. Lại lần nữa nhé. Con phải quên hết mọi thứ, chỉ tập trung vào vỗ cánh thôi. À, 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 à. À, mẹ ơi, con thành công rồi. Con bay được rồi. May mà đại bàng con không gặp chuyện gì. Sao chị lại nghĩ ra cách huấn luyện từ trên cao thế này? Chị không sợ nó gặp nguy hiểm sao? Nếu dạy chúng bay ở dưới thấp thì đến khi lớn lên sao có đủ dũng khí để bay lên cao chứ? Chị nhìn xem. Con bay được rồi, con bay được rồi. Mẹ ơi, ở trên cao này thật tuyệt. Các con thân mến, các con thấy cái video vừa rồi có hay và ý nghĩa không nào? Và thông qua chương trình này thì cô hãy muốn nhắn nhủ cho con một điều như sau nhé. Thực ra đó, mỗi một con người chúng ta đều có những bản năng rất là siêu phàm mà chúng ta chưa có thể khai phá hết được đấy. Các con cũng không ngoại lệ đâu. Các con còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Mẹ hệ chỉ lấy một ví dụ vừa rồi cho các con hiểu thôi. Còn đại bàng là đại bàng, còn các con là các con. Đại bàng chỉ là một loài chim thôi, còn các con là những em bé rất tuyệt vời, là con người. Các con có tư duy, các con có sự hiểu biết các hơn rất là nhiều ở những loài chim nào khác. Nên là các con thân mến, các con là vô cùng thông minh các con nhé. Và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cô hệ chỉ lấy hình ảnh ví dụ minh họa để cho các con nhìn thôi, để các con thấy. Có nghĩa là bất kỳ một em bé nào đều có những cái năng lực và tài năng rất là giỏi. Các con thời gian đầu, lần đầu tiên các con làm, có thể là từ đó tới giờ các con chưa bao giờ đi leo núi chẳng hạn, hay là chưa bao giờ các con đi cắm trại, hay là chưa bao giờ bơi, thì lần đầu tiên các con có thể hơi là sợ sệt, cũng giống như là chú chim kia. Nhưng mà đằng sau mẹ luôn tin rằng các con đều làm được. Bởi vì các con thấy này, có rất là nhiều cũng có thể người bơi được. Y chang như các con lúc đầu họ cũng không biết bơi, rồi sau đó họ biết bơi. Nên các con đừng lo lắng, các con cứ sẵn lòng. Và bên cạnh thì có thầy của các con, bên cạnh có thế cha mẹ của các con. Lỡ không may các con có rơi xuống giống như chú chim đại bàng vừa rồi thì ba mẹ cũng sẽ nâng các con lên. Các con đừng lo lắng nha. Các con cứ yên tâm, luôn có ba mẹ ở bên. Thế nên có nhiều các bạn học bơi mà chưa dám bơi, các con đừng ngại ngần rủ bố mẹ của mình. Và các con biết là các con là tình yêu rất lớn của ba mẹ mà, luôn luôn có sự đồng hành của ba mẹ ở bên. Lỡ các con có chìm xuống thì ba mẹ sẽ vớt con lên. Nên các con đừng ngại, các con đừng lo, được không nào? Và sau này các con làm nhiều việc lớn khác cũng như thế. Các con cứ mạnh dạn làm. Có thể lần đầu các con kể cả có bị té, bị ngã, bị đau đi cũng không sao hết. Các con làm 2-3 lần các con sẽ có những trải nghiệm của chính mình. Và giống như chú đại bàng vừa rồi đấy, 2 lần đầu là chú ấy bay xuống và chú cũng đã đập được cánh một chút, nhưng mà nó chưa được vững vàng. Nhưng bắt đầu tới lần thứ 3 là chú đã tận dụng được cái sức đẩy của cái cánh xuống, và chú đẩy không khí xuống để chú bay lên bên trên và vỗ cánh bay rất là xa. Và khi mà chú bay được rồi thì các con thấy là mẹ ơi, con bay được rồi, thích quá, thích quá. Các con thấy không, cái khoảnh khắc để trải nghiệm được những cái điều như thế vô cùng tuyệt vời đấy. Thế nên các con ạ, các con đừng lo lắng ở trong cuộc sống này, cứ tự tin lên. Bởi vì ai cũng có thể làm được rất là nhiều những điều phi thường. Các con chỉ cần tập trung và tự lập cánh sinh của các con thôi, tự tin vào chính bản thân mình các con nhé. Và cô hệ tin chắc rằng các con sẽ có, luôn luôn có được những cái điều vô cùng tuyệt vời là như vậy. Và các con biết rằng là cô hẹn cũng bật mí cho chắc các con một cái câu chuyện liên quan tới cái sự độc lập và cái sự rèn luyện ngay từ bé. Bởi vì thực ra đó, không phải chỉ có một loài chim đại bàng đâu, mà cô hẹn còn muốn kể cho các con nghe một câu chuyện này để các con mở rộng thêm được kiến thức của các con nè. Tức là bài học từ một cái chú hươu cao cổ. Các con biết là
Đây cũng là một cái bài học để các con rút ra thú vị về trong cuộc sống xung quanh mình. Khi mà chú hươu có mà sinh con á, tức là khi mà hươu mẹ mà sinh con á, thì hươu mẹ đã mang thai trong vòng khoảng 400 đến 600 ngày lận cơ. Nó tương đương với khoảng là 15 tháng nha các con nhé. Và lúc này á, hươu mẹ thì sinh thì hươu mẹ sẽ đứng lên. Hươu mẹ rất là cao, cực kỳ là cao. Và khi mà rơi con xuống á, thì các con biết không, hươu mẹ cao tới có khi là tới cả chục mét, hơn chục mét cơ. Và hươu con á, thì ngay khi sinh ra đã chào đời, đã có một cái cú rơi rất ngoạn mục, đó là 3 mét làm cái phịch cái xuống đất nha các con nha. Đó, các con chú ý này, hươu con đã chào đời bằng một cái cú rơi 3 mét, khoảng 3 mét rơi phịch cái xuống đất và nằm ngay đơ ở trên đất của mình ấy. Thế rồi á, thì hươu mẹ đã làm một việc rất là kỳ lạ, đó là đá hươu con, tức là liếm láp cho các con để mà khi mà các con sinh ra con hươu con ấy, nó sẽ được bao bọc bởi một cái bọc ở xung quanh. Thì hươu mẹ đã liếm láp hết tất cả những cái bọc đấy để cho các con được chui ra bên ngoài, các con hươu con được chui ra bên ngoài. Và sau đó thì hươu mẹ đã dùng chân ấy để hơi gẩy nhẹ đá cho những cái chú khều khều để mà cho những cái chú hươu con ấy chịu đứng lên. Đến khi nào mà chịu đứng lên thì mới thôi, tức là hươu con không thể nào mà nằm hoài ở dưới đất được, mà hươu mẹ sẽ phải đá cho hươu con đến khi mà hươu con mỏi chân rồi và hươu mẹ lại muốn nằm xuống thì hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Nói chung là liên tục lấy chân khều đá đẩy để cho chú được đứng lên, để làm gì các con biết không? Để rèn luyện cho chú ấy có một cái đôi chân rất là vững chãi và khỏe mạnh đấy. Và đến lúc mà hươu con đã thực sự mà đứng được rồi thì lúc này hươu mẹ lại đẩy chú ấy ngã xuống để làm gì? Để chú lại phải nỗ lực để chú đứng lên và đứng lên thêm một lần nữa. Và điều này thực sự cần thiết cho hươu con, bởi vì các con biết là hươu con thì có một cái cơ thể sau này lớn lên như hươu mẹ rất là cao, rất là to, và cái đôi chân thì rất là cần phải vững chãi đứng được để có thể vươn cái cổ mình lên ăn ăn lá cây và có thể trụ vững được cái cơ thể đứng và để tồn tại được, đúng không, với bầy đàn. Nếu mà không thì sẽ trở thành một cái miếng mồi rất là ngon cho thú dữ, bởi vì trong rừng thì có rất là nhiều những loài thú dữ và sẽ rình mò để bắt những cái chú hươu con nhỏ này để làm mồi ăn. Nếu như người mẹ mà không lấy chân đá đẩy và cho chú quật ngã xuống để cho chú lại đứng lên như thế thì những đôi chân của chú hươu con không thể nào mà có thể cứng cáp được. Thế nên á, chúng ta cũng thế, mỗi chúng ta sinh ra thì đều có cha mẹ ở bên cạnh để chăm sóc cho chúng ta, đúng không? Anh chị em thì thương yêu bạn bè và giúp đỡ cho các con cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng có những cái việc mà cha mẹ không thể mà bao bọc cho các con hoài được, anh chị cũng không thể nào chia sẻ và bạn bè thì cũng không thể đồng cảm với con cả một cuộc đời được, đúng không? Đó là những lúc mà các con sẽ cần phải tự đứng lên bằng cái đôi chân của chính mình, phải tự quyết định. Vì thế là chúng ta cần phải rèn luyện cho mình tính tự lập ở trong cuộc sống nhé. Có như thế thì các con mới có thể tự do làm những điều các con mong muốn và có thể đạt được những cái điều rất là thành công ở trong cuộc sống này. Và cô hệ sẽ pin lên trên màn hình cho các con hình ảnh của chú hươu cao cổ để các con nhìn thấy là chú hươu cao cổ chú có cái trọng lượng lớn như thế nào. Mà nếu như chú ấy mà không có phát triển cái đôi chân của mình vững vàng thì có phải là cái thân của chú rất là to, cái cổ của chú rất là dài. Và cô hệ muốn cho các con xem cái hình ảnh này để các con thấy là trời ơi, cái cây thì cực kỳ cao mà cái cổ của chú thì vươn tới tận cái ngọn cây đó, đúng không? Và đây các con sẽ nhìn thấy là hình ảnh của hươu cao cổ đang sinh này. Các con biết là chú hươu cao cổ chú cao như thế, và khi chú sinh một cái thì cái con hươu non này này bắt đầu rơi bịch xuống đất và trung bình là khoảng 3 mét nha các con, tức là từ dưới đất mà lên trên cái phần lưng của chú hươu ấy nó là 3 mét, thì chú hươu con đã phải lăn một cái bịch cái xuống đất là như thế đấy. Và các con sẽ nhìn thấy hình ảnh đó ở một chú hươu con bị rớt xuống dưới đất như thế này. Rồi, và các con thân yêu ạ, các con mà nhìn thấy được những hình ảnh như thế thì các con thấy rất là đáng yêu, đúng không? Và vũ trụ này thực sự là vi diệu, mỗi một loài sinh vật và thụ tạo thì đều có những cái đặc điểm riêng của nó và cực kỳ là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì cô Hệ xin chúc cho tất cả các con sẽ luôn luôn tự lập nhé. Và bây giờ các con hãy giúp cho cô Hệ như thế này này. Các con biết là tại sao mà ba mẹ phải yêu cầu các con làm việc ở nhà, và có rất là nhiều các em bé thì rất khó chịu với việc này. Nhưng mà các con, bây giờ cô hãy hỏi các con nhé. Thế sau này các con đi mua đồ đó, thì theo các con có cần phải có tiền không nào? Nếu có thì các con comment có nha. Chắc chắn là phải cần rồi. Thế theo các con để có tiền thì các con cần phải làm gì? Hoặc là ba mẹ các con để có tiền để mua đồ á,
mua quần áo, mua sữa này cho các con đi học này, rồi mua xe đạp cho các con này, mua giày trượt patin cho các con này, mua mũ nón và quần áo đẹp cho các con, thì theo các con thì ba mẹ cần phải làm gì để có tiền? Ba mẹ của các con cần phải làm việc thì mới có tiền, đúng không? Nhưng mà để có tiền thì chúng ta có cần phải làm việc giỏi không? Theo các con, nếu mà làm không được việc hoặc là làm dở thì ở những chủ doanh nghiệp người ta có trả tiền lương cho ba mẹ con các con không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, bởi vì á, người ta chỉ trả lương cho những người làm tốt thôi. Còn nếu chúng ta không làm được việc thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ trả lương cho chúng ta, và thậm chí người ta còn không nhận chúng ta vào làm việc nữa đấy. Thế nên sau này các con lớn lên, các con cũng cần phải đi làm. Không những phải đi làm đâu mà các con còn phải tự chăm sóc bản thân của mình nữa, hoặc là gia đình nhỏ của mình nữa. Nên là cũng giống y chang như ba mẹ của các con bây giờ, các con sẽ nhìn này, cứ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Ông bà của các con, tổ tiên thì cũng có ông bà, sau đó ông bà thì cũng có bố mẹ của các con, rồi tới bố mẹ của các con thì có con, rồi sau này các con cũng sẽ có các con của các con nữa, tức là cháu của bố mẹ các con bây giờ đấy. Ai cũng sẽ rồi như thế. Thế nên á, nếu như các con không tự giác chăm sóc bản thân, không tự đứng lên bằng đôi chân độc lập của chính mình, không dám đau, không dám để cho ba mẹ hướng dẫn đồng hành, các con không làm thì sau này các con không thể trở thành một người giỏi được, không thể tự lập được, và ba mẹ của các con rồi cũng sẽ mất đi. Lúc đó các con thân mến, các con phải tự lập cánh sinh, phải tự đi làm để kiếm tiền, mà để có tiền thì các con phải làm thật là giỏi, đúng không? Đấy, và các con phải thực sự là làm tốt thì các con mới có được thu nhập cao, và từ có thu nhập cao thì các con mới có thể có được xe đẹp này, có được ăn những món ăn con yêu thích này, được đi chơi du lịch này, và giúp đỡ chia sẻ cho nhiều bạn nữa. Thế nên từ hôm nay nhé, các con thân mến, ví dụ như bắt đầu buổi sáng đi, khi các con dậy thì các con hãy tự lập cài chuông báo thức và không cần sự giúp đỡ của các cha mẹ, không cần để các ba mẹ gọi nữa. Các con có đồng ý không? Thứ hai là sau đó các con hãy tự xuống nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học, ăn sáng rồi đến trường, hoặc là cũng có những bạn thì đến trường để ăn sáng, đúng không? Rồi, nhưng mà các con hãy tự giác làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và không cần bố mẹ nhắc nhở nhé. Gấp mùng màn chiếu gối cho thật gọn gàng này, mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở, tự xuống vệ sinh cá nhân, đúng không nào? Rồi các con hãy chủ động chào ba mẹ của mình rồi đến lớp, và khi đến lớp rồi thì các con hãy tự giác và chủ động ngồi học tập một cách nghiêm túc cùng với các thầy cô và cộng hưởng cùng với các thầy cô để xung phong giơ tay phát biểu nhé. Và khi mà trước khi đi về thì các con hãy tự kiểm tra sách vở của mình, không cần các thầy cô nhắc nhở. Các con hãy kiểm tra hộp bút này, kiểm tra tập vở này, rồi một cách rất là ngăn nắp gọn gàng bỏ vào vở. Và cô hệ có dạy các con đấy, cuốn sách này để viết ra thì rất là vất vả, đúng không? Nên các con luôn phải gìn giữ tất cả những quyển sổ cuốn sách của mình một cách rất là phẳng phiu, không được để nó quăn mép lên, hay là những cây bút cũng thế, là công sức của ba mẹ vất vả rất là nhiều, nên các con phải giữ gìn cặp, giữ gìn tập vở, giữ gìn sách bút một cách rất là gọn gàng ngăn nắp, và thực sự là cho nó tốt đẹp nhé các con, đừng để cho sách của mình bị rách hay là quăn mép nhé. Rồi, và khi mà các con về đến nhà thì các con hãy tự giác chào ông bà bố mẹ của mình, sau đó thì cất cặp vở vào đúng cái nơi vị trí cho gọn gàng ngăn nắp, giày dép các con cũng để lên trên kệ hoặc nơi quy định ha. Sau đó thì các con hãy chủ động tự giác làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, chia sẻ công việc nhà với ba mẹ, ví dụ như là nhặt rau này, nấu cơm này, lau dọn nhà cửa này, rồi tự giác đi tắm rồi ăn cơm cùng với ba mẹ ông bà. Rồi đến tối thì các con sẽ tự giác ngồi vào bàn, tự làm, và các con nếu như cần sự hỗ trợ của ba mẹ ngồi bên cạnh các con thì các con hãy để cho ba mẹ của mình sẵn sàng hỗ trợ, và các con hãy tự giác ngồi vào bàn mà không cần cha mẹ phải thúc ép nhé. Hay là khi xem tivi thì các con hãy tự giác tắt tivi sớm theo đúng quy định, không được ôm chiếc tivi quá thời gian dài, đúng không nào? Như thế là thể hiện là những em bé rất là ngoan và rất là hiểu chuyện đấy. Và cô Hệ rất là biết ơn tất cả các con ngày hôm nay đã nghe chương trình của cô Hệ, và chúc các con một đêm thật sự là ngon giấc nha. Cô Hệ yêu thương và biết ơn tất cả các con rất là nhiều. Các con có thể, nếu mà các con còn thức thì các con hãy comment một điều gì đó ở trên màn hình, có thể là thể hiện lòng biết ơn hoặc là cảm nhận của các con như thế nào. Các con hãy cứ comment nhé. Và đừng quên share chương trình về tường, like chương trình và mời tất cả bạn bè và những người thân của chúng ta được tham dự chương trình này để giúp đỡ cho hàng triệu các trẻ em Việt Nam được đọc sách và giúp đỡ cho hàng triệu các trẻ em Việt Nam được mở mang kiến thức về trí tuệ các con ha. Đó là cách chúng các con đang yêu đất nước đấy và giúp đỡ cho nền giáo dục của đất nước đấy. Cảm ơn các con, yêu thương và tạm biệt các con nha.